Đó là bắt đầu giờ mình học nha. Dạ nghe rõ thôi nhưng mà màn hình chưa thấy thì ơi. Vậy hả? Được rồi. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học bài triệu chứng học tim mạch. Và do tôi đi công tác rồi các bạn có một số lớp trùng ngay cái ngày trùng lịch giảng hoặc trùng đi lịch đi công tác đó, cho nên là một số lớp các bạn chưa học được. Bây giờ hôm nay mình sẽ học bài triệu chứng học tim mạch. Cái phần triệu chứng học tim mạch đó là nó có hai phần. Một là triệu chứng cơ năng, hai là triệu chứng thực thể. Mạng có ổn định không nha các bạn? Alo, các bạn còn nghe không vậy? Dạ nghe rõ thầy ơi, Dạ nghe còn rõ nghe nha. thở thầy ơi. Linh đầu tiên là nghe rõ đó, nghe rõ. Hả? Rồi ta làm lại. Đấy. 46 thấy rõ chưa? Cao 46 thấy rõ chưa? Là trên màn hình có nhiều like vậy trời. Hả? Ủa vô chi dữ gì nhiều link chi dữ vậy? À, vậy hả? Lớp nhiều người mà đông mà vô dữ vậy? Một lớp mà vô tới 3 link vậy? Lớp hơn 200 người thì ơi. Trời ơi, nhiều dữ vậy hả? Dạ lớp em là tổng cộng 260 mấy người. Ô nhiều quá, con không biết con như thế nào đây ta. Làm vô dự phòng nữa. Nhiều quá không biết học được không, mà tôi đâu có tưởng số lượng đông vậy, tôi tưởng lớp có mấy chục người chứ. Bây giờ đối với triệu chứng học tim mạch á thì các bạn sẽ học hai phần. Một là triệu chứng cơ năng, hai là triệu chứng thực thể. Triệu chứng cơ năng là những triệu chứng mà bệnh nhân khai với mình. Sao vô có link dự phòng mà bạn không duyệt cho vô ta? Nhiều quá không biết được không? Cái link dự phòng là mình xài cái link kia không được, mình mới vô chứ không để vô hết trơn luôn hả? Hả? À đầy quá ha. À. Rồi giờ mình bắt đầu mình học. Các bạn thấy là đối với triệu chứng học tim mạch đó, thì mình có hai cái phần triệu chứng. Một là triệu chứng cơ năng, hai là triệu chứng thực thể. Triệu chứng cơ năng là những triệu chứng mà bệnh nhân khai với mình. Khi mình thăm khám thì dựa vào triệu chứng cơ năng này chúng ta có thể chẩn đoán được một số bệnh lý. Thì như các bạn đã biết đó, một số bạn đã đi lâm sàng rồi thì cái bài này dạy trễ thì bạn thấy là khi đi khoa tim mạch đó, thì triệu chứng khó thở là một triệu chứng cơ năng. Ủa không nghe hả? Nghe chưa? Rồi thầy ơi. Nghe được thầy ơi. À, đối với triệu chứng khó thở là một triệu chứng cơ năng mà chúng ta thấy là thường gặp ở bệnh nhân suy tim, đặc biệt là đối với các bạn học y đa khoa đó.
Thì trong suốt 6 năm học đại học của chúng ta thì chúng ta sẽ học chủ yếu là suy tim tâm thu, hay đi lâm sàng mình gọi là suy tim phân suất tống máu giảm. Chứ các bạn trình độ đại học thì các bạn sẽ không học suy tim tâm trương hay suy tim phân suất tống máu bảo tồn, mà mình chỉ học suy tim tâm thu thôi. Cho nên suy tim tâm thu là suy tim phân suất tống máu giảm nó nặng thì bệnh nhân thường mới có triệu chứng. Mà cái triệu chứng mà các bạn thấy khi đi lâm sàng các bạn khám đó là triệu chứng khó thở, là một triệu chứng thường có hay còn gọi là luôn có ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm. Và chính cái triệu chứng khó thở này bệnh nhân sẽ vào viện. Và chúng ta dựa vào triệu chứng khó thở, chúng ta có thể chẩn đoán được bệnh nhân bị suy tim, rồi chúng ta sẽ phân độ suy tim. Các bạn phân độ suy tim theo hội tim mạch New York của Mỹ mà đi lâm sàng mình gọi là NIHA, gọi tắt là NIHA đó, thì chúng ta cũng chủ yếu dựa vào triệu chứng khó thở. Và cũng chính triệu chứng khó thở này chúng ta sẽ tiên lượng bệnh, tiên lượng mức độ bệnh, bệnh nặng, bệnh nhẹ vậy đó. Thì chúng ta cũng dựa vào triệu chứng khó thở. Thì như các bạn đã biết rằng là suy tim tâm thu hay còn gọi là suy tim phân suất tống máu giảm, thì mỗi thể tích nhát bóp trong thời kỳ tâm thu nó giảm, dẫn đến giảm cung lượng tim. Và khi bệnh nhân có triệu chứng giảm cung lượng tim thì cái cơ quan đáp ứng đầu tiên đó là não, trong đó có thành não, là thành não là một cái trung tâm điều hòa hô hấp, cho nên bệnh nhân sẽ có cảm giác khó thở. Một điểm nữa là khi thể tích mỗi nhát bóp trong thời kỳ tâm thu nó giảm thì máu ứ trong vùng tim càng nhiều, đầu tiên ứ ở thắt trái, sau đó ứ máu dập lùi lên nhĩ trái, từ nhĩ trái lên bốn cái tĩnh mạch phổi, làm cho bệnh nhân có hội chứng tăng áp phổi. Thì nặng hơn nữa thì bệnh nhân sẽ khó thở dẫn đến phù phổi cấp huyết động. Đi lâm sàng các bạn thấy ở khoa cấp cứu hoặc là khoa tim mạch, chúng ta thường cấp cứu một bệnh nhân bị phù phổi cấp do suy tim là do máu ứ từ tim, từ tim nó đổ lên bốn cái tĩnh mạch phổi thì làm cho bệnh nhân ho khạc ra máu, thậm chí bệnh nhân vô choáng tim và tử vong. Đó là cái cơ chế khó thở do suy tim. Thì đối với suy tim phải thì cái cơ chế như thế nào? Đối với suy tim phải thì do lượng máu tại thất phải bơm máu lên phổi nó giảm, dẫn đến giảm lượng máu được trao đổi oxy thì dẫn đến bệnh nhân khó thở. Thì sau đây là các đặc điểm khó thở ở bệnh nhân suy tim. Các bạn nhớ là thứ nhất là khó thở khi gắng sức. Mà khó thở khi gắng sức thường ta thấy nè, là mình phân với so với người cùng tuổi. Các bạn phải hiểu rằng là cái từ gắng sức mình phải hiểu rộng, tức là khó thở khi gắng sức. Khi mà bệnh nhân ví dụ đi trên đường bằng phẳng mà đi nhanh hơn chút thì mình gọi là gắng sức. Hoặc là ở nhà ta có lầu thì đi từ tầng trệt mà leo lên thang lầu thì cũng gọi là gắng sức. Cho nên á, khi đi bệnh viện á, thì nhiều bạn hỏi bệnh nó hơi khó. Ví dụ như gặp một ông cụ bà cụ người ta 6 70 7 80 tuổi nằm ở khoa tim mạch. Mấy em hỏi thì mấy em hỏi mấy em làm bệnh án á, thường mấy em hỏi là bà có làm việc nặng không? Bà có khiêng vác nặng gì không? Tức là người lớn tuổi ta đâu có làm việc nặng nữa. Thì lúc này mình phải hỏi rằng là đi hơi nhanh chút có mệt hay không? Hoặc đi từ tầng trệt bước lên cầu thang có mệt hay không? Thì chúng ta gọi là khó thở khi gắng sức. Tại vì khi bệnh nhân khởi phát một hoạt động gắng sức thì cơ thể của bệnh nhân sẽ cần cái nhu cầu oxy cao hơn so với bình thường. Mà lúc này cái thể tích mỗi nhát bóp trong thời kỳ tâm thu nó giảm, tức là tim nó cung cấp không đủ cái mỗi cái thể tích nhát bóp, dẫn đến bệnh nhân giảm cung lượng tim, cho nên bệnh nhân gây khó thở. Cái cơ chế này là cái cơ chế mà làm cho bệnh nhân có triệu chứng khó thở khi gắng sức. Cái thứ nhì là bệnh nhân sẽ có triệu chứng khó thở khi nằm, ngồi dậy thì dễ thở hơn. Cho nên các bạn đi khoa tim mạch các bạn thấy nè, khi mình bước vô tới một phòng bệnh, mình gặp một bệnh nhân thì mình nhìn hình dáng dáng vẻ tư thế của bệnh nhân đó thôi thì chúng ta một phần nào có thể đoán được bệnh nhân có suy tim hay không bằng cách mình thấy cái tư thế của bệnh nhân. Ví dụ như mình vô phòng bệnh 5 tới người 10 bệnh nhân đi, mình thấy bệnh nhân nào mà kê cái đầu cao lên, kiêm 2 3 cái gối hoặc quay cái đầu giường cao lên, hoặc là có nhiều người ta khó thở co kéo các cơ hấp phụ, ta ngồi dưới để cái đầu lên giường người ta ngủ luôn, tức là bệnh nhân này nằm không được. Tại vì khi nằm đầu thấp thì tim nó sẽ trở về phổi nhiều, nhiều hơn, nó tạo nên cái tình trạng xung huyết phổi nên bệnh nhân sẽ không có nằm đầu thấp được. Chúng ta thấy rằng là cái tiêu chuẩn này, cái triệu chứng này thì
chúng ta cũng đánh giá được khi mà bệnh nhân nhập viện, sau đó chúng ta điều trị. Và chúng ta đánh giá có đáp ứng với điều trị hay không cũng dựa vào cái triệu chứng khó thở khi nằm này. Thí dụ như người ta mới vào viện đi, ta thở phải ngồi suốt đêm, sau khi mình điều trị 5 ngày 3 ngày gì đó thì bệnh nhân ở bác sĩ ơi tối ngủ được tôi ngồi dậy 5 lần 3 lần gì đó thì cái tần suất ngồi dậy nó sẽ thấp, có rằng là bệnh nhân sẽ giảm áp phổi, đó là cái đặc điểm thứ hai. Và các bạn biết á là khi bệnh nhân nằm nếu mà tình trạng suy tim nặng thì máu từ tim nó trở về phổi nhiều hơn, như nãy tôi nói bệnh nhân có thể vô phù phổi cấp và dẫn đến tử vong. Cái đặc điểm thứ ba nữa là khó thở về đêm. Khó thở về đêm thì ở bệnh nhân bệnh tim mạch á thì các bạn biết rằng là phần lớn là bệnh nhân sẽ trở nặng vào ban đêm. Chút xíu nữa tôi sẽ nói về bài nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành thì bệnh nhân cũng có cái khởi phát về ban đêm, suy tim cũng khởi phát về ban đêm. Cho nên thì nữa các bạn nào ra trường mà các bạn yêu thích về tim mạch, chọn chuyên khoa tim mạch để các bạn làm thì rất là cực, học cực khổ. Nói không một chút xíu cái phần nghe tim thì mình thấy cũng khó. Rồi tới là đi trực đêm, trong đi các khoa khác thì ta ngủ khỏe, trong cái đó khoa tim mạch là cấp cứu bệnh nhân, những bệnh nhân nặng thường về ban đêm. Thì đối với bệnh nhân khó thở thì các bạn thấy rằng là tại sao thường ta khó thở về ban đêm? Ta khó thở về ban đêm có hai cái cơ chế mà chúng ta cần nắm. Thứ nhất là vào ban đêm thì thần kinh phó giao cảm hoạt động mạnh, và khi thần kinh phó giao cảm hoạt động mạnh thì giống như ức chế giao cảm thì bệnh nhân sẽ có nhịp tim chậm. Mà chúng ta biết rằng là cung lượng tim bằng thể tích một nhát bóp nhân với tần số tim. Khi bệnh nhân có nhịp tim chậm, rồi bản thân bệnh nhân bị suy tim thì thể tích một nhát bóp lại giảm nữa, cho nên là nửa đêm bệnh nhân sẽ khởi phát triệu chứng khó thở nhiều hơn, tức là cái tình trạng giảm cung lượng tim của bệnh nhân sẽ trầm trọng hơn. Chúng ta thấy rằng là đối với người bình thường cũng vậy. Đối với người bình thường chúng ta, ví dụ như nhịp tim chúng ta khoảng 70-80 lần trên phút vào ban ngày, chứ ban đêm lúc nửa khuya đó, nửa đêm tới rạng sáng đó, thì cái tần số tim của mình khoảng từ 50 tới 60 thôi, đó là cái sinh lý bình thường. Một điểm nữa cũng làm cho bệnh nhân có đặc điểm khó thở về đêm, đó là khi lúc nửa đêm tới rạng sáng đó là cái thời tiết lạnh. Cái thời tiết lạnh thì cái mùa này nè là cái mùa lạnh nè, thì các bạn thấy nó co thắt phế quản và xuất tiết phế quản nhiều hơn, thì nó làm giảm sự lưu thông khí ở phổi và làm nặng thêm tình trạng xung huyết phổi. Vì vậy mà tình trạng khó thở vào ban đêm của bệnh nhân sẽ gia tăng. Kế tiếp là cái thuật ngữ khó thở từng cơn. Thuật ngữ khó thở từng cơn thường chúng ta ám chỉ là bệnh nhân thường bệnh nhân hẹp van tim hai lá. Thì đối với những cái nước giàu thì chúng ta đã biết rằng hẹp van tim hai lá dường như ta đã điều trị dứt điểm. Còn ở những cái nước nghèo, trong đó có Việt Nam của chúng ta, thì cái hẹp van tim hai lá hiện nay gặp cũng còn nhiều. Thì tại sao mà bệnh nhân hẹp van tim hai lá, tại sao có khó thở từng cơn? Nó gần giống như tăng áp phổi suy tim vậy đó các bạn. Tại vì hẹp van hai lá là van hai lá nó mở ra không hết vào thời kỳ tâm trương, dẫn đến máu nó cản trở từ nhĩ xuống thất. Khi máu cản trở từ nhĩ xuống thất vậy thì nó sẽ làm cho nhĩ trái lớn, từ nhĩ trái lớn nó ứ máu giật lùi lên bốn cái tĩnh mạch phổi, nó làm cho bệnh nhân mệt và khó thở. Và khi bệnh nhân nằm thì máu từ cái nhĩ trái nó đổ về phổi nhiều hơn thì bệnh nhân cũng khó thở từng cơn. Từng cơn tức là gì? Là ta nằm xuống, ta mệt, ta khó thở, ta ho, sau đó ta bật ngồi dậy, nó dễ chịu hết. Cái hồi ta thấy ta khỏe, ta bớt mệt, bớt khó thở, cái ta lật đầu ta nằm xuống nó mệt, khó thở, ta bật ngồi dậy nữa, thì mình gọi là khó thở từng cơn. Kế tiếp là cái thuật ngữ khó thở thường xuyên. Cái thuật ngữ khó thở thường xuyên này chúng ta sẽ gặp ở những bệnh nhân mà suy tim nặng, tức là suy tim từ Niha 3, Niha 4 trở lên, tức là trong giai đoạn này bệnh nhân thường chờ ghép tim. Và các bạn thấy rằng là những cái hoạt động thông thường cũng làm bệnh nhân khó thở, bệnh nhân ngồi nghỉ mệt cũng khó thở, tức là giai đoạn nặng của suy tim. Thì như nãy tôi đã nói, chúng ta có thể dựa vào cái triệu chứng cơ năng mà chúng ta sẽ phân độ suy tim cho bệnh nhân, dựa vào cái phân độ của Hội Tim Mạch New York của Mỹ, và đi lâm sàng mình gọi tắt là NIHA. Cái phần này các bạn tự về đọc thêm dựa vào cái triệu chứng khó thở.
Và cái phân độ suy tim theo DHA này các bạn sẽ được học trong cái bài suy tim trong năm thứ tư về phần bệnh học. Thì đi lâm sàng khi mà mình chẩn đoán một bệnh nhân suy tim á, mình dùng ví dụ mình nói là thí dụ mình nói là bệnh nhân suy khó thở, bệnh nhân suy phân độ suy tim độ 3 theo DHA chẳng hạn. Nhưng mà mình đi lâm sàng mình không có nói dài dòng quá như vậy, mà các bạn gọi tắt là suy tim DHA 3, suy tim DHA 2, suy tim DHA 4 chẳng hạn, thì người ta biết rằng là cái đó là cái phân độ. Các bạn khỏi cần nói là suy tim độ 3 theo DHA, suy tim độ 4 theo DHA chẳng hạn. Mình qua cái triệu chứng kế tiếp, triệu chứng thứ hai đó là triệu chứng đau ngực. Triệu chứng đau ngực cũng là một triệu chứng cơ năng gặp rất là nhiều bệnh lý. Tuy nhiên, đau ngực các bạn thấy rằng là ở bệnh lý tim mạch rất là nguy hiểm, trong đó có bệnh động mạch vành hay còn gọi là nhồi máu cơ tim là một thể nặng nhất của bệnh động mạch vành. Thì như chúng ta đã biết, nhồi máu cơ tim là một cấp cứu nội khoa có tỷ lệ tử vong rất là cao, 30% bệnh nhân chết trước khi đưa vô bệnh viện, vô bệnh viện bệnh nhân chết thêm 30% nữa là 60%, còn 40% còn lại bệnh nhân xuất viện sau đó bệnh nhân sẽ bị nhiều cái biến chứng sau nhồi máu cơ tim chẳng hạn như là suy tim hoặc là rối loạn nhịp tim. Thì cái triệu chứng đau ngực là một triệu chứng cơ năng, chúng ta thấy rằng là lệ thuộc hoàn toàn vào bệnh nhân. Hồi nãy triệu chứng khó thở cũng là triệu chứng cơ năng, nhưng mà khi chúng ta thăm khám lâm sàng chúng ta có thể thấy được bệnh nhân khó thở bằng cách chúng ta thấy bệnh nhân nhịp thở nhanh, các cơ hô hấp phụ co kéo, ví dụ như cơ ức đồng chẩm, cơ liên sườn co kéo, cánh mũi phập phồng những trường hợp nặng chẳng hạn. Thì khó thở mình có thể kiểm chứng được, mình có thể khám, mình có thể thấy được. Mặc dù đó là triệu chứng cơ năng, nhưng đau ngực là một triệu chứng cơ năng mà chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào bệnh nhân khai. Chúng ta không có thể khám được bệnh nhân triệu chứng đau ngực, và hiện nay chưa có một cái máy nào mình đo được cái cường độ đau ngực của bệnh nhân, cho nên lệ thuộc vào bệnh nhân khai hết. Đây là triệu chứng cơ năng mà rất quan trọng. Như các bạn đã biết là từ năm 1979 thì Tổ chức Y tế Thế giới người ta đưa ra cái tiêu chuẩn, ba cái tiêu chuẩn chẩn đoán nhồi máu cơ tim, trong đó cái tiêu chuẩn đau ngực là một trong những cái tiêu chuẩn đầu tiên mà chúng ta khai thác trên bệnh nhân, mà là tiêu chuẩn chính, là một triệu chứng cơ năng mà là tiêu chuẩn chính thì là rất là quan trọng. Và các bạn biết rằng là dựa vào điện tim, dựa vào men tim và đau ngực, nhưng tôi thấy là đau ngực là một cái triệu chứng mà hướng cho tất cả các bác sĩ lâm sàng của chúng ta hướng tới bệnh nhân bị đau thắt ngực do bệnh động mạch vành, tức là thiếu máu cơ tim hoặc là nhồi máu cơ tim. Cho nên chúng ta cần phải hỏi kỹ hơn về cái triệu chứng đau ngực này trong cái phần bệnh sử. Và tới đọc ngang cái phần bệnh sử đó thì chúng ta sẽ chẩn đoán được một phần nào, và chúng ta không thăm khám được, nói chung là không thăm khám được. Bên cạnh đó, và các bạn biết rằng là đau ngực là một triệu chứng cơ năng gặp rất là nhiều bệnh lý, chứ không phải đau ngực nào cũng nhồi máu cơ tim. Có thể là đau ở vùng thành ngực, đau ngực là do bệnh lý ở đường tiêu hóa như là bệnh nhân bị trào ngược dạ dày thực quản, rồi viêm dạ dày, rồi bệnh lý ở đường hô hấp như là bệnh nhân bị viêm phổi, viêm phế quản, tràn dịch, tràn khí màng phổi, rồi những bệnh lý tại tim chưa chắc gì cho máu cơ tim cũng là bệnh nhân đau ngực. Như đi lâm sàng các bạn thường chẩn đoán phân biệt nhồi máu cơ tim với phình bóc tách động mạch chủ ngực, rồi bệnh nhân bị ngoài tim chẳng hạn. Thì đây là những cái bệnh lý mà bệnh nhân cũng có triệu chứng đau ngực. Vậy thì đứng trước một bệnh nhân bị bệnh động mạch vành, từ triệu chứng học cho tới cận lâm sàng rồi cho tới là điều trị vân vân phần khúc sau, thì chúng ta lúc nào cũng phân ra làm hai nhóm. Thứ nhất là bệnh động mạch vành mạn. Trước đây người ta không cho chúng ta chẩn đoán cái thuật ngữ là hội chứng động mạch vành mạn, nhưng mà thời gian gần đây theo ESC, tức là Hội Tim mạch châu Âu, người ta đã khuyến cáo rằng là có cái thuật ngữ hội chứng động mạch vành mạn và hội chứng động mạch vành cấp. Đối với các bạn năm thứ ba các bạn học triệu chứng học thì các bạn nhớ nôm na một cách đơn giản vậy cho tôi. Thì đối với bệnh động mạch vành là gì? Hễ nghĩ tới bệnh động mạch vành thì chúng ta phải nghĩ ngay tới cơ chế xơ vữa, và bắt buộc chúng ta phải nghĩ tới cơ chế xơ vữa. Mặc dù có nhiều cơ chế khác như là co thắt hoặc là những cái cơ chế khác như là các bạn thấy là dị dạng hoặc cầu cơ, bệnh cầu cơ chẳng hạn. Cho nên có rất là nhiều cái
nguyên nhân làm thiếu máu cơ tim, nhưng chúng ta chỉ nghĩ được một cơ chế duy nhất là cơ chế xơ vữa làm tắc nghẽn lòng mạch máu, dẫn đến cái lượng máu lưu thông nó giảm, và tùy theo cái mức độ tắc động mạch vành đó thì dẫn đến cái tình trạng cơ tim thiếu máu như thế nào, cái mức độ thiếu máu như thế nào. Và đối với bệnh động mạch vành chúng ta phân ra làm hai, một là bệnh động mạch vành mạn hay là hội chứng động mạch vành mạn, hai là bệnh động mạch vành cấp hay là hội chứng động mạch vành cấp. Vậy đầu tiên về triệu chứng học, chúng ta phải xác định bệnh đặc bệnh động mạch vành mạn. Thì chúng ta muốn xác định một cái bệnh động mạch vành mạn thì chúng ta phải chẩn đoán bằng một cái cơn đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành. Cái cơn đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành là gì? Thì khi các bạn hỏi bệnh thì đầu tiên các bạn phải hỏi hoàn cảnh khởi phát. Thì mình hỏi hoàn cảnh khởi phát bệnh nhân biết không? Thường thì mình không có hỏi câu đó, mà các bạn đổi sang cái câu khác để biết hoàn cảnh khởi phát, đó là đau bắt đầu khi nào. Đây là một cái câu hỏi rất quan trọng và cái câu hỏi đầu tiên mà chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân, chúng ta khai thác trong cái phòng bệnh sử. Thì một cái cơn đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành thường khởi phát sau một hoạt động gắng sức, một cái xúc động mạch, một cái stress, hoặc là thời tiết lạnh. Thời tiết lạnh giống như ở Việt Nam của chúng ta là cái mùa Noel này, gần tới Noel nè, thì cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim gặp ở người lớn tuổi gia tăng. Rồi phần lớn là chúng ta gặp sau gắng sức hoặc một cái xúc động, một cái stress. Đây là những cái hoàn cảnh khởi phát mà các bạn đặc biệt lưu ý. Kế tiếp là cái vị trí đau ngực. Cái vị trí đau ngực là bệnh nhân đau sau xương ức hoặc là ở vùng ngực trái. Đau lan lên bên trái. Đó, các bạn thấy cái nhìn cái hình trên màn hình đó. Đau lan ra vai trái, đau lan dọc ra cánh tay trái và lan chạy theo dây thần kinh trụ và la chạy cho tới hai ngón tay số 4 và số 5. Nhớ ngay là mặt trong cái cánh tay trái. Lan theo hai ngón tay số 4 và số 5. Chúng ta đừng có nhầm lẫn là đau lan hết tê hết cả cái tay. Đau hết cả cái tay đã cái vai này. Thường chúng ta thường chẩn đoán phân biệt với bệnh nhân bị thoái hóa cột sống cổ hoặc là gai cột sống cổ có chèn ép thần kinh ngoại biên á, thì bệnh nhân sẽ đau tê hết nguyên cái tay. Đối với bệnh động mạch vành thì các bạn biết rằng là dây thần kinh tim và dây thần kinh trụ nó xuất phát từ một nguồn gốc ở sừng sau tủy sống, cho nên là bệnh nhân đau ở vùng trước tim thì cái kích thích dây thần kinh trụ đau theo. Và bệnh nhân một số bệnh nhân lan lên cổ, lên cằm bên trái hay làm cho bệnh nhân khó nói chuyện, khó uống thuốc, thì đây là cái hướng lan. Kế tiếp là đối với một bệnh động mạch vành mạn thì chúng ta thấy rằng là cái cường độ đau như đè ép, như là đè nặng, bệnh nhân ta nói bác sĩ ơi giống như có cục đá gì mấy chục ký đè lên ngực tôi, hoặc là đau như bóp nghẹt, đau như siết chặt. Đau như bóp nghẹt ta mô tả rằng là giống như có người nào thọt tay vô lòng ngực bóp chặt cái tim lại. Còn đau như siết chặt có nhiều người ta mô tả nè, giống như mình đang đứng đứng nha, có bạn nào đứng phía sau lưng mình ôm chặt cái thành ngực mình rồi dở lên, đau như siết chặt giống vậy. Đối với bệnh động mạch vành mạn thì các bạn biết rằng là cái thời gian đau ngực thường từ 2 cho tới 15 phút. Còn từ 15 tới 20 phút là dục xám. Chút xíu nữa tôi sẽ nói cái đau ngực trên 20 phút. Nhắc lại ha, đối với bệnh động mạch vành mạn thì cái thời gian đau ngực là từ 2 cho tới 15 phút. Trong sách nội khoa cơ sở đó tôi ghi vài phút cho tới 15. Nhưng mà khi mà ghi vài phút như vậy thì đi lâm sàng các bạn không biết vài phút là bao nhiêu. Cho nên các bạn sẽ nhớ rằng là từ 2 cho tới 15 phút. Và bệnh nhân sẽ đáp ứng với nitrat hoặc là nghỉ ngơi. Ví dụ ta nói nè, bác sĩ ơi tôi đang đi từ tầng trệt đi lên cầu thang, đau ngực khoảng 5 phút. Thấy đau ngực tôi kiếm chỗ tôi ngồi nghỉ nó sẽ hết. Hoặc là bệnh nhân sử dụng nitrat, thuốc giãn mạch nitrat. Ví dụ như các bạn thấy là isosorbide mononitrat, isosorbide nitrat hoặc nitroglycerin chẳng hạn. Đây là những thuốc giãn mạch. Thì bệnh nhân sẽ hết đau khi bệnh nhân nghỉ ngơi hoặc là đáp ứng với thuốc giãn mạch. Và đó là cái đáp ứng ha, cái khả năng đáp ứng của bệnh nhân. Và các bạn thấy rằng là khi mà một bệnh nhân đau thắt ngực thì chúng ta cần chẩn đoán phân biệt. Hồi nãy tôi nói rồi, cơn đau thắt ngực kiểu co thắt động mạch vành chúng ta gọi là đau thắt ngực biến thái. Đau thắt ngực biến thái tức là co thắt động mạch vành thường là bệnh nhân tiếp xúc với yếu tố lạnh, ví dụ bệnh nhân uống cái đá lạnh hoặc thời tiết lạnh
thì bệnh nhân rất dễ bị co thắt động mạch vành. Mà co thắt động mạch vành chúng ta không biết, chúng ta không điều trị kịp thời thì dẫn đến bệnh nhân vẫn có thể nhồi máu cơ tim, tức là nó co thắt lâu quá. Thì chúng ta xử trí khi chúng ta gặp một bệnh nhân bị co thắt động mạch vành, thường là chúng ta cho sử dụng nitrat. Và khi sử dụng nitrat thì thường bệnh nhân đáp ứng hết, ví dụ cho ngậm nitrat chẳng hạn. Thì một cái cơn đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành thì khi phần tóm tắt các bạn cần nêu rõ bệnh nhân này có cơn đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành theo AHA là Hội Tim Mạch Hoa Kỳ, còn ACC là Trường Môn Tim Mạch Hoa Kỳ. Các bạn chú ý là mình học phải trật tự mới được, ngoài dạy các bạn không nghe đó, mở cái micro lên nghe nói chuyện quá trời luôn. Bây giờ nè, chúng ta sẽ chẩn đoán. Có cái lớp nào mà sao mở micro hoài vậy ta? Lớp nào một nhóm học là ồn ào quá nè. Các bạn thấy nè, một bệnh nhân đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành thì theo AHA, ACC thì chúng ta thấy gồm 3 yếu tố, đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là bệnh nhân đau thắt ngực, tức là đau sau xương ức với tính chất và thời gian điển hình. Thứ nhì đó là chính là hoàn cảnh khởi phát. Hoàn cảnh khởi phát tức là bệnh nhân xuất hiện sau khi gắng sức hoặc một xúc cảm mạnh, một xúc động mạnh. Cái yếu tố thứ ba là có đáp ứng với nitrat á, bệnh nhân đỡ đau khi bệnh nhân nghỉ ngơi hoặc là sử dụng nitrat. Nếu mà đủ 3 yếu tố này chúng ta gọi là một cơn đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành. Còn nếu mà chỉ có 2 yếu tố thôi thì chúng ta gọi là cơn đau thắt ngực không điển hình. Còn một yếu tố hoặc không có yếu tố nào thì chúng ta tìm cái nguyên nhân khác. Đây là không phải đau thắt ngực. Thì đây là nếu mà bệnh nhân có đau thắt ngực điển hình kiểu mạch vành thì chúng ta mới theo dõi bệnh nhân có bệnh động mạch vành mạng. Đây là 3 tiêu chuẩn theo Hội Tim Mạch Hoa Kỳ và Trường Môn Tim Mạch Hoa Kỳ. Và dựa vào triệu chứng đau ngực thì chúng ta cũng phân độ đau ngực theo Hội Tim Mạch Canada, viết tắt là CCS. Thì các bạn biết rằng là Hội Tim Mạch Canada người ta cũng phân độ đau ngực từ độ 1, độ 2, độ 3 và độ 4. Thì dựa vào cái khả năng gắng sức của bệnh nhân thì chúng ta sẽ phân độ đau ngực theo CCS. Thì cái này các bạn cũng tự đọc thêm cái phần phân độ đau ngực theo CCS, tức là Hội Tim Mạch Canada. Kế tiếp chúng ta đi tiếp là hội chứng động mạch vành cấp, tức là bệnh động mạch vành cấp. Trong cái hội chứng động mạch vành cấp này, một thể bệnh rất điển hình mà các bạn nghe quen thuộc hơn đó là cái từ nhồi máu cơ tim. Đối với nhồi máu cơ tim chúng ta sẽ phân ra làm hai. Thứ nhất là nhồi máu cơ tim có ST trên lên. Thứ nhì là nhồi máu cơ tim không ST trên lên. Đối với hội chứng động mạch vành cấp nó có ba thể. Một, nhắc lại là nhồi máu cơ tim mà trên điện tim có ST trên lên. Cái thứ nhì là nhồi máu cơ tim mà trên điện tim không ST trên lên. Không ST trên lên có thể là ST đẳng điện hoặc là trên xuống. Cái thứ ba đó là cơn đau thắt ngực không ổn định. Đây là ba thể bệnh. Nhưng mà nói mở rộng thêm cho các bạn biết thôi. Chứ đối với một bệnh nhân mà nhồi hội chứng động mạch vành cấp thì chúng ta chỉ đối với năm thứ ba thì chúng ta chỉ nghĩ tới một thể bệnh duy nhất, đó là nhồi máu cơ tim thôi, chỉ nhớ vậy thôi. Và chừng nữa mình học tới phần bệnh học mình sẽ biết thêm. Vậy thì đau ngực do nhồi máu cơ tim nó như thế nào? Đau ngực do nhồi máu cơ tim thì nó nặng hơn bệnh tim thiếu máu cục bộ, tức là nặng hơn cái bệnh động mạch vành mạng. Thì chúng ta thấy rằng là cái hoàn cảnh khởi phát bệnh nhân có thể xảy ra lúc nghỉ ngơi. Còn đối với bệnh động mạch vành mạng thì chỉ xảy ra sau gắng sức hoặc một cái stress, một cái xúc động mạnh. Còn đối với nhồi máu cơ tim thì chúng ta thấy là
cũng phần lớn cái hoàn cảnh khởi phát sau khi gắng sức hoặc xúc động mạnh, nhưng một số ít trường hợp cũng có thể xảy ra lúc nghỉ ngơi. Vì nhồi máu cơ tim nặng hơn cho nên cơn đau dữ dội hơn, kéo dài hơn và thời gian kéo dài trên 20 phút. Và nhắc lại, đau liên tục không thành cơn và đến thời điểm bệnh nhân vô tới bệnh viện mình thăm khám luôn. Và cái hướng lan cũng rất là điển hình. Và một điểm nữa, đối với nhồi máu cơ tim thì các bạn lưu ý là khi mà bệnh nhân đau ngực thì chúng ta cho sự nghỉ ngơi thì bệnh nhân không đáp ứng rồi, ngồi nghỉ không hết. Chính ngồi nghỉ không hết như vậy, không hết đau ngực như vậy thì bệnh nhân mới vào bệnh viện. Đây là cái nguyên nhân, cái lý do vào viện. Một số ít trường hợp thì bệnh nhân có sử dụng nitrat thì bệnh nhân bớt đau, hoặc là có ứng ít đáp ứng với nitrat hoặc là không đáp ứng. Thì đôi khi mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân nhồi máu cơ tim do bệnh nhân đau ngực dữ dội thì chúng ta có thể điều trị bằng cách chúng ta tiêm morphine để giảm đau cho bệnh nhân. Một điểm nữa thì đối với bệnh nhân đau ngực thì chúng ta cần phân biệt với đau ngực do viêm màng ngoài tim. Đau ngực do viêm màng ngoài tim thì các bạn biết rằng là viêm màng ngoài tim, lá thành và lá tạng nó bị viêm. Khi mà tim nó co bóp thì mình nghe được tiếng cọ màng tim. Đối với triệu chứng thì đối với triệu chứng đau ngực thì đau ngực kiểu màng ngoài tim, tức là bệnh nhân đôi khi tăng lên khi ho, khi hít sâu, khi thay đổi tư thế, tức là khi cử động hoặc là ngồi cúi người ra trước. Thì ở bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim, chính vì người ta thở, hít thở nó đau cho nên người ta không dám thở mạnh. Chính vì người ta không dám thở mạnh như vậy cho nên cái nhịp thở người ta thường là nhịp thở nhanh nông. Nhịp thở nhanh nông. Thì đây là cái đau ngực do viêm màng ngoài tim. Kế tiếp chúng ta cần chẩn đoán phân biệt với một bệnh lý nữa mà thường chúng ta thấy là khi làm bệnh án chúng ta chẩn đoán phân biệt với nhồi máu cơ tim, đó là phình bóp tách động mạch chủ ngực. Thì đối với phình bóp tách động mạch chủ ngực thì bệnh nhân nào, đối tượng bệnh nhân nào thì mình cần nghĩ tới bệnh lý này. Thứ nhất là bệnh nhân lớn tuổi và có mức huyết áp tăng, thường huyết áp tâm thu người ta từ 180, 200 trở lên, huyết áp rất là tăng. Cái triệu chứng đau là gì? Là đột ngột. Bệnh nhân có cảm giác như nhói, như xé, và ngay tại cái vị trí đau, ngay tại vị trí bóc tách, tăng dần. Đối với nhồi máu cơ tim cũng đau dữ dội nhưng mà nó không có đột ngột. Còn đối với hình bóc tách động mạch chủ ngực là khi nó bung tách ra thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau. Ngoài cái nguyên nhân do tăng huyết áp ra thì giờ nữa các bạn đi ở khoa ngoại chấn thương thì các bạn thấy là một số trường hợp chấn thương ngực thì cũng làm cho mình cái động mạch chủ ngực bị bóc tách. Kế tiếp là triệu chứng ho ra máu. Ho ra máu tức là bệnh nhân xuất tiết ra máu. Thì các bạn chẩn đoán một bệnh nhân ho ra máu, các bạn cần lưu ý là cái dịch xuất tiết là phải có bọt và bóng khí. Phải có bọt và bóng khí để mình chẩn đoán phân biệt bệnh nhân rất nhễ nhầm với bệnh nhân khạc nhổ ra máu, hoặc là bệnh nhân nôn ra máu. Nôn ra máu thì có thức ăn chẳng hạn. Còn máu từ đường hô hấp thì thường là bệnh nhân có bọt. Chúng ta phải thấy cái dịch xuất tiết phải có bọt và bóng khí. Thì khi tiếp cận bệnh nhân bị ho ra máu thì chúng ta thường hay nghĩ bệnh nhân bị ho lao. Tuy nhiên có một số bệnh lý tim mạch cũng làm bệnh nhân ho ra máu. Ví dụ như các bạn thường gặp thấy là bệnh nhân suy tim xung huyết nặng, như nãy tôi nói, bệnh nhân vô phù phổi cấp. Rồi gặp ở bệnh nhân bị hẹp van tim hai lá, chúng ta cũng thường thấy bệnh nhân ho ra máu. Hoặc là bệnh nhân bị thuyên tắc phổi. Thì đó là những cái bệnh lý mà nằm ở khoa tim mạch để gây ho ra máu, chứ không phải bệnh nhân ho xuất tiết nào thì chúng ta cũng chẩn đoán ho lao chứ. Tác động mạch phổi, gây nhồi máu phổi đó, tắc động mạch phổi đó các bạn. Kế tiếp là triệu chứng phù. Phù thì là một triệu chứng cơ năng. Nãy giờ mình học toàn bộ triệu chứng cơ năng, nhưng những triệu chứng cơ năng của tim mạch thường nó trùng và nó gặp ở nhiều bệnh lý khác, điển hình như phù cũng vậy. Anh thấy mình học triệu chứng đau ngực rồi triệu chứng khó thở, bây giờ tới triệu chứng phù. Vậy đứng trước một bệnh nhân phù mà khi thăm khám thì các bạn cần phải đưa ra những vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất là các bạn phải hỏi bệnh, tức là phù đầu tiên xuất hiện ở đâu. Cái thứ hai là phù tăng lên khi nào.
Câu thứ ba là phù giảm khi nào? Thứ tư là chúng ta thăm khám tính chất phù ra sao? Và các bệnh lý kèm theo chúng ta để cái hướng chúng ta chẩn đoán bệnh nhân phù trong nguyên nhân gì. Thì mình trở lại những cái vấn đề mình vừa đặt ra. Vấn đề thứ nhất là phù do suy tim thì đầu tiên xuất hiện ở đâu? Thì đó là phù hai chi dưới. Trong giai đoạn đầu, nếu mà suy tim nặng thì bệnh nhân có thể phù toàn thân. Một đặc điểm nữa là phù tăng lên khi nào? Phù tăng lên khi bệnh nhân đứng lâu hoặc là phù vào buổi chiều. Rồi bệnh nhân có gì làm gì cho giảm phù hay không? Thì khi mà bệnh nhân nằm đầu thấp, kê hai cái chân lên cao thì bệnh nhân giảm phù. Nhưng mà các bạn biết rằng là ở bệnh nhân suy tim mà nằm đầu thấp mà kê hai cái chân lên cao thì máu từ ở chi nó sẽ đổ về tim nhiều hơn, thì làm cho bệnh nhân khó thở nhập viện luôn. Vậy thì thông thường giữa triệu chứng phù và triệu chứng khó thở thì bệnh nhân sẽ chọn cái triệu chứng phù. Còn khó thở luôn mệt đôi khi phải nhập viện cấp cứu. Cho nên thường bệnh nhân để hai cái chân thòng xuống dưới. Các bạn để ý thấy bệnh nhân bị suy tim thì sẽ có triệu chứng phù. Và triệu chứng phù này là chỉ xuất hiện ở những bệnh nhân có suy tim phải hoặc là suy tim toàn bộ. Chứ suy tim trái đơn thuần bệnh nhân không có triệu chứng phù. Kế tiếp chúng ta qua triệu chứng ngất. Ngất là bất tỉnh. Bệnh nhân bên ngoài mình gọi là xỉu, mất ý thức. Thì ở bệnh nhân ngất thì chúng ta thấy gặp một số bệnh lý. Thứ nhất là nhịp tim chậm. Giờ nữa các bạn sẽ được học trong cái phần bệnh học. Thì những cái nguyên nhân gây nhịp tim chậm như là lóc nhĩ thất cao độ, tức là lóc nhĩ thất độ 2 Mobius 2 hoặc là lóc nhĩ thất độ 3, rồi bệnh động mạch vành, rồi bệnh cơ tim phì đại, rồi hẹp van động mạch chủ, hoặc rối loạn nhịp tim. Ví dụ nhịp tim nhanh quá cũng là bệnh nhân ngất do giảm cung lượng tim, do giảm thể tích nhất bóp. Nhịp tim chậm quá cũng giảm cung lượng tim, do giảm tần số tim. Tức là nhịp tim nhanh cũng được, chậm cũng được, tức là những nguyên nhân gây ngất. Nhưng mà thường các bạn thấy bệnh nhân ngất ở người lớn tuổi là do một số trường hợp chúng ta điều trị bệnh nhân tăng huyết áp mà chúng ta cho thuốc điều trị hạ huyết áp mà quá liều, bệnh nhân cũng gây ngất. Kế tiếp là triệu chứng xanh tím. Triệu chứng xanh tím thì đứng trước một bệnh nhân tím, chúng ta cần phân biệt tím trung ương và tím ngoại biên. Tím trung ương là tím toàn thân, tím cả niêm mạc luôn. Thì chúng ta khám niêm mạc bằng cách là chúng ta sẽ cho bệnh nhân lè lưỡi ra. Các bạn quan sát niêm mạc lưỡi hoặc là kết mạc mắt coi có tím hay không. Nếu tím toàn thân rồi tím luôn cả niêm mạc thì chúng ta gọi là tím trung ương. Mà tím trung ương thường cái nguyên nhân là do tim bẩm sinh có cái sân từ phải sang trái. Mà trong tất cả các tim bẩm sinh thì thông liên nhĩ là cái tập tim bẩm sinh mà chúng ta gặp nhiều nhất, chiếm khoảng 80%. Ví dụ ở bệnh nhân có thông liên nhĩ sân từ phải sang trái, tức là máu từ nhĩ phải đi trực tiếp qua bên nhĩ trái, không thông qua tiểu tuần hoàn, thì bệnh nhân sẽ có tím, người ta gọi là tím trung ương. Còn đối với tím ngoại biên thì chỉ tím môi và đầu chi thôi, niêm mạc không có tím, niêm mạc ta vẫn hồng hào. Thì thường các bạn sẽ thấy gặp ở những bệnh nhân bị suy tim. Kế tiếp là triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực. Triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực là bệnh nhân có cảm giác như tim đập nhanh, đập mạnh, mất nhịp, lỗi nhịp. Thì những cái nguyên nhân mà làm cho bệnh nhân có triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực đó là bệnh nhân gắng sức, xúc động mạnh, cường giáp. Thường cường giáp thì nhịp tim nhanh hoặc là có loạn nhịp. Nhưng các bạn thấy là bệnh nhân có rung nhĩ đáp ứng rất nhanh, chẳng hạn. Rồi tim co đớp, co bóp mạnh, hoặc là những cái bệnh lý khác về rối loạn tạo nhịp như là ngoại tâm thu, vân vân, tức là các rối loạn nhịp khác. Hoặc là khi mà bệnh nhân có triệu chứng hợp đau đánh chống ngực thì bệnh nhân trước đó đã sử dụng những cái chất kích thích, những cái chất kích thích như là các bạn thấy như là hút thuốc lá nè, uống cà phê nè, uống rượu nè, uống bia nè. Đây là những cái sử dụng các chất kích thích thì chúng ta thấy rằng là bệnh nhân cũng có triệu chứng hồi hộp đánh trống ngực. Bây giờ kế tiếp chúng ta qua triệu chứng thực thể.
có một lớp bị ao hả? À, qua phần triệu chứng thực thể. Phần triệu chứng thực thể tức là bệnh nhân mình sẽ thăm khám, thì đầu tiên các bạn xác định mõm tim. À, đầu tiên các bạn phải xác định mõm tim. À, xác định mõm tim bằng cách là thứ nhất là mình thấy là diện đập của mõm tim. Mà đối với những cái người nào mà ốm thành ngực ta mỏng á, thì mình nhìn thấy diện đập của mõm tim. Còn đối với những người mà thành ngực ta dày một chút thì mình không thấy, thì bằng cách mình sờ sờ là mình các bạn cho bệnh nhân nằm nghiêng sang trái mình mới sờ được mõm tim. Đối với người bị suy tim thì mõm tim thường ra ngoài và xuống dưới. Ví dụ như cái mõm tim thông thường của chúng ta là liên sườn 4-5 đường trung đòn trái. Còn đối với người bị suy tim thường cái mõm tim ở liên sườn 6-7 đường nách giữa, đường nách trước chẳng hạn. Đó thì mình khám dấu hiệu tim to. Thì khi bệnh nhân khi đi lâm sàng á, chúng ta sờ, khi khám tim chúng ta sờ, chúng ta phát hiện phần lớn là có ba cái nè. Thứ nhất là sờ mõm tim, thứ nhì là sờ rung mêu, thứ ba là sờ hạt sen. Đó là ba cái dấu hiệu mà chúng ta thấy là chúng ta sử dụng cái kỹ năng sờ. Cái màn hình trên bảng là sờ dấu hiệu hạt sen, cái tư thế giống như cái hình trên màn hình. Mình thăm khám bệnh nhân thì mình để cái ngón tay cái này dưới mõm mũi kiếm, nhìn sang bên trái. Bốn ngón tay khép lại, một là giống như người khám về, hai là tĩnh tiến bốn ngón tay đặt ngay mõm tim. Và khi tĩnh tiến bốn ngón tay đặt ngay mõm tim thì chúng ta sẵn sờ được mõm tim luôn. Thì khi mà chúng ta thăm khám về, chúng ta thấy là có dấu mạch đập ngay đầu ngón tay cái thì chúng ta gọi là hạt sen dương tính trong những trường hợp mà lớn thất phải, suy tim phải chẳng hạn. Về kỹ năng gõ thì chúng ta gõ diệt đục của tim. Về nguyên gõ thì gõ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên và từ ngoài vào trong. Trong những trường hợp mà bệnh nhân bị suy tim thì chúng ta sẽ gõ cái diện đục của tim nó sẽ lớn hơn so với bình thường, hoặc là tràn dịch màng tim. Những cái trường hợp mà bệnh nhân bị khí phế thủng chẳng hạn thì chúng ta gõ diện đục của tim sẽ nhỏ. Nhưng mà cái kỹ năng gõ này thì các bạn đi học, các bạn học cho kỹ. Nhưng mà đến khi đi làm rồi thì cái kỹ năng gõ thì chúng ta ít sử dụng, do ngày nay cái các cận lâm sàng người ta phát triển về X quang, về siêu âm tim, tính các buồng tim này kia, thì chúng ta rất ít sử dụng cái kỹ năng gõ để xác định diện đục. Cái phần rất quan trọng đó là phần nghe tim. Nghe tim thì đầu tiên các bạn thấy là cái kỹ năng này theo suốt mình. Nếu các bạn làm bác sĩ thì bất kể chuyên khoa nào thì các bạn cũng phải biết nghe tim cho bệnh nhân, chứ không phải bác sĩ tim mạch mới nghe tim. Thì chúng ta thấy rằng là đầu tiên chúng ta phải sử dụng ống nghe. Đối với ống nghe có hai mặt, thì phần màng của ống nghe thì chúng ta nghe như âm sắc có tần số cao như là bùm tiếng T1 chẳng hạn. Rồi cái phần chuông là cái phần mũ ở trên, thì chúng ta nghe được âm sắc có tần số thấp và là những tiếng thổi. Còn đối với ống nghe tim mạch một mặt thì tùy theo cái lực tì đè lên thành ngực mà chúng ta có thể nghe được phần màng hay phần chuông, thay vì nghe hai mặt hay chúng ta lật qua lật lại. Như một mặt thì chúng ta để nhẹ cái giống như chúng ta nghe phần màng, ấn mạnh thêm chút giống như chúng ta nghe phần chuông của ống nghe. Về trình tự khi nghe tim thì đầu tiên chúng ta phải nghe về nhịp trước. Chúng ta nghe nhịp tim đều hay không đều, tần số thì chúng ta đếm trọn trong một phút cho bao nhiêu lần trên phút. Nếu không đều thì thuộc dạng nào? Một là rối loạn dạng nhịp ngoại tâm thu, hai là rối loạn nhịp hoàn toàn. Ngoại tâm thu là gì? Ngoại tâm thu là trên cơ sở những nhịp tim bình thường, thường là nhịp xoang ở trên tim của bệnh nhân, có thể là ở nhĩ, ở bổn nối hoặc là ở thất, sẽ có một ổ phát nhịp ở ngoại lai, nó nhảy vô nó cướp một quyền phát nhịp tạm thời của nhịp xoang. Thì chúng ta thấy rằng là thường cái ngoại tâm thu thì chúng ta nghe một nhịp tim đến sớm, nó khác với những cái tiếng tim cơ bản. Và sau tiếng ngoại tâm thu là một hoàng nghi kéo dài. Cái phần này thì các bạn phải tự luyện thêm khi các bạn đi thực hành nha. Về rối loạn nhịp hoàn toàn, về rối loạn nhịp hoàn toàn thì trên tim bệnh nhân có rất là nhiều ổ phát nhịp, tức là từ ba ổ phát nhịp khác nhau trở lên. Thì chúng ta nghe các tiếng tim không có tiếng nào giống tiếng nào, do nhiều ổ phát nhịp khác nhau và khoảng cách giữa các nhịp tim không bằng nhau, hay chúng ta còn gọi là nhịp tim không đều. Sau đó chúng ta nhận diện các âm thổi khi nghe tim. Thì chúng ta nhận diện âm thổi tâm thu hoặc âm thổi tâm trương, để chúng ta chẩn đoán hẹp thở van tim.
À, về vị trí nghe tim thì đó các bạn học huấn luyện kỹ năng các bạn biết rồi. À, và đầu tiên chúng ta có thể nghe ở van động mạch chủ, sau đó nghe ở van động mạch phổi, sau đó di chuyển xuống ổ Essbockin tới ổ van ba lá và cuối cùng ổ van hai lá, hoặc là chúng ta nghe từ ổ van hai lá nghe ngược lên cũng được, miễn sao mình nghe đúng thôi. À, tùy theo các bạn. À, về các tiếng tim thì đầu tiên là tiếng tim thứ nhất, tiếng tim một mình nghe bùm là do đóng các van nhị thất. À, đó đó là van hai lá bên tim trái và van ba lá bên tim phải. Vậy thì đối với chúng ta nghe tim, chúng ta nghe tiếng T1, chúng ta nghe bằng phần màng của ống nghe thì chúng ta phải nghe ở vùng mõm tim. À, nhắc lại nha, khi nghe ở vùng mõm tim thì chúng ta chú ý tiếng T1. À, vậy thì những cái trường hợp tiếng T1 bất thường như là tiếng T1 đanh thì chúng ta gặp ở những bệnh nhân bị van hai lá là bị dày đóng vôi, nên khi đóng lại mình nghe đanh. Thứ hai là tiếng T1 mạnh, tiếng T1 mạnh là do tim co bóp mạnh như là bệnh nhân sốt, gắng sức, xúc động. Rồi những tiếng T1 mờ như là viêm, do tim co bóp yếu như là hở van tim, hoặc là khoảng cách từ tim tới da xa. Khoảng cách từ tim tới da xa các bạn hiểu là gì? Ví dụ như bệnh nhân bị tràn dịch màng tim chẳng hạn, tràn dịch màng ngoài tim, thì khi mà tràn dịch màng ngoài tim vậy thì cái lớp dịch nó càng càng lớn thì chúng ta nghe tim nó rất là khó, tiếng tim mờ. À, đôi khi cái lượng dịch nhiều của chúng ta đặt ống nghe lên thành ngực của bệnh nhân là không còn nghe được tiếng tim nữa, chú ý lắm mới nghe được. Rồi tiếng T1 tách đôi tức là van hai lá và van ba lá đóng không cùng một lúc thì cái nguyên nhân thường các bạn gặp ở trong bệnh nhân bị lóc nhánh. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái van hai lá và ba lá đóng không cùng một lúc, mình nghe tiếng T1 tách đôi. Kế tiếp là tiếng tim thứ hai, ta gọi là tiếng T2. Tiếng T2 được phát sinh là do đóng các van tổ chim, bao gồm van động mạch chủ và van động mạch phổi. Thì nếu mà chúng ta nghe tiếng T2 thì chúng ta nghe ở đáy tim, tức là đối với van động mạch chủ thì nghe ở liên sườn 2 cạnh ức phải. Đối với van động mạch phổi thì chúng ta nghe ở liên sườn 2 cạnh ức trái. Trong những trường hợp tiếng T2 bất thường như là tiếng T2 mạnh, tiếng T2 mạnh nếu mà mình nghe ở van động mạch chủ là gặp ở bệnh nhân tăng huyết áp. Còn nghe tiếng T2 mạnh ở van động mạch phổi thường tăng áp phổi, và các bạn thường gặp ở bệnh nghe ở bệnh nhân bị suy tim tăng áp phổi. Rồi tiếng T2 tách đôi. Tiếng T2 tách đôi tức là van động mạch chủ và van động mạch phổi đóng không cùng một lúc. Mình nghe bùm tạch tạch, bùm tạch tức là tiếng T2 tách đôi. À, nghe ở đáy tim. Rồi tiếng T2 đơn độc các bạn nghe cho biết thôi chứ mình cũng ít gặp, tức là bệnh nhân không có động mạch chủ hoặc là không có động mạch phổi. À, thường gặp ở bệnh nhân mà ở đi nhi các bạn sẽ gặp, mà rất là hiếm gặp, ít gặp. À, tiếng tim thứ ba, tiếng T1 là do đóng các van nhị thất, tiếng T2 là do đóng các van tổ chim, còn tiếng T3 là do lượng máu đổ mạnh từ nhĩ xuống thất vào đầu thời kỳ tâm trương. À, các bạn thường gặp trong một số tim bẩm sơ sinh như là thông liên nhĩ nè, thông liên thất nè, còn ống động mạch. À, khi van nhĩ thất nó mở ra vào thời kỳ tâm trương thì máu tự nhiên nó di chuyển từ nhĩ xuống thất với tốc độ mạnh hơn. À, ta nghe được tiếng T3. Còn tiếng T4 là nguyên nhân hầu hết do suy tim, tức là cái lượng máu đổ mạnh từ nhĩ xuống thất vào cuối thời kỳ tâm trương. À, thì các bạn chủ yếu tập trung vô nghe tiếng T1 và tiếng T2. Còn tiếng T3, tiếng T4 thì cũng không bắt các bạn phải nghe được, không đạt mục tiêu, nghe được thì tốt thôi. À, kế tiếp là tiếng clac mở van hai lá, là khi van hai lá nó bị vôi hóa, nó mở, nó cọ vào nhau, mình nghe tiếng clac. Phiên âm sao thì mình nghe vậy, tiếng clac ha, clac mở van hai lá. Kế tiếp là tiếng click tống máu. Tiếng click tống máu này chúng ta nghe ở bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ, và khi van động mạch chủ nó mở ra không hết vào thời kỳ tâm thu thì máu từ thất trái nó tống mạnh ra ngoại biên, mà van động mạch chủ nó mở ra không hết cho nên cái thất trái nó tống mạnh, mình nghe tiếng click. À, tiếng click tống máu. À, gặp trong hẹp van động mạch chủ. Đây là sơ đồ các tiếng thổi. À, chúng ta thấy hình A nè là đầu thời kỳ tâm thu, hình B là giữa thời kỳ tâm thu, hình C là cuối thời kỳ tâm thu, hình D là toàn thời kỳ tâm thu, E là tiếng thổi tâm trương, còn hình F là tiếng thổi kép. À, các bạn nghe được tiếng thổi tâm thu, tiếng thổi tâm trương là tốt rồi.
bạn nào nghe rõ hơn nữa thì có thể xác định đầu giữa hay là cuối hay là toàn thời kỳ tâm thu. Đối với nhịp tim chậm hoặc là bình thường thì chúng ta có thể nghe được, nhưng mà nhịp tim nhanh thì chúng ta rất khó xác định đầu giữa cuối hay toàn thời kỳ tâm thu. Về cường độ tiếng thổi thì khi nghe tiếng thổi thì chúng ta phải phân ra cường độ tiếng thổi từ 1/6 cho tới 6/6. Thông thường á, cái cường độ 1/6 là nó nhẹ lắm, thường đi lâm sàng mình không nghe được các bạn. Thường nghe sớm nhất là từ 2/6, nhưng mà tiếng thổi vẫn nhỏ, cường độ nhẹ. Ví dụ như tối các bạn đi trực đêm hoặc là trong cái phòng khám bệnh nó kín đáo một chút thì mình có thể nghe được tiếng thổi 2/6. Còn tiếng thổi 3/6 là tiếng thổi nó rất là rõ, ngay cả ồn ào đôi khi mình cũng nghe được. Và về nguyên tắc khi nghe tiếng thổi nó rõ thì chúng ta đặt bàn tay lên ngực trái bệnh nhân, sờ có rung miêu hay không. Nếu mà có rung miêu, nếu mà không có rung miêu thì chúng ta dừng lại cường độ 3/6. Nếu mà có rung miêu thì chúng ta đặt bàn tay lên ngực trái bệnh nhân, nghe tim gián tiếp qua bàn tay của mình. Nếu có rung miêu là từ 4/6 trở lên. Mà có rung miêu thì chúng ta sẽ đặt bàn tay lên ngực trái của bệnh nhân, là chúng ta nghe tim gián tiếp qua bàn tay của mình. Nếu mà chúng ta nghe tim gián tiếp qua bàn tay của mình không còn nghe được tiếng thổi nữa thì chúng ta dừng lại 4/6. Còn nếu mà chúng ta nghe tim bệnh nhân qua bàn tay của mình vẫn còn nghe được tiếng thổi thì cái động tác kế tiếp chúng ta rút bàn tay ra. Khi rút bàn tay ra thì ống nghe rời khỏi thành ngực bằng với cái khoảng cách bàn tay của mình. Như vậy thì nếu mà chúng ta rút bàn tay ra thì không nghe được tiếng thổi, tức là lúc này cái ống nghe đã rời khỏi thành ngực mà không nghe được tiếng thổi, chúng ta dừng lại 5/6. Còn nếu rút cái ống nghe ra rời khỏi thành ngực mà chúng ta vẫn còn nghe được tiếng thổi thì đó là cường độ 6/6. Thì trong thực hành lâm sàng thì chúng ta thường phân độ từ 2/6 tới 6/6. 1/6 thì rất là nhỏ, thì đôi khi phòng cách âm chúng ta mới nghe được thì không có tính, thường thì nghe từ 2/6 trở lên. Kế tiếp chúng ta cần mô tả về hình dạng, thời gian, âm sắc, tính chất, nhưng mà quan trọng là hướng lan. Hướng lan là dòng máu nó xoáy, là tiếng thổi nó nhỏ dần. Nè, vậy tóm lại, khi chúng ta nghe được tiếng thổi thì đầu tiên chúng ta xác định được tiếng thổi này tâm thu hay tâm trương. Nếu mà tiếng thổi tâm thu là tiếng thổi giữa tiếng T1 và tiếng T2, hay nói cách khác là khi đi lâm sàng chúng ta nghe tiếng thổi lúc mà các bạn thăm khám mới học á, thì các bạn một tay cầm ống nghe, tay kia phải bắt mạch. Lúc mình nghe được tiếng thổi mà lúc mạch nảy lên đó là tiếng thổi tâm thu. Người nào nghe quen người ta sẽ thấy rằng là tiếng thổi tâm thu là tiếng thổi giữa tiếng T1 và tiếng T2. Còn tiếng thổi tâm trương là tiếng thổi từ tiếng T2 cho tới đầu tiếng T1 của nhịp tiếp theo. Thì chúng ta nghe tim cái thời điểm mà chúng ta nghe tiếng thổi lúc chúng ta bắt mạch nó chìm, thì chúng ta sẽ xác định là tiếng thổi này tâm thu hay tâm trương. Rồi vị trí là nơi phát sinh ra tiếng thổi lớn nhất, và cường độ nãy nói rồi từ 1/6 tới 6/6. Rồi hướng lan ít nhất chúng ta phải phân biệt được hướng lan. Còn hình dạng, thời gian, âm sắc thì chúng ta có thể bỏ qua cũng được. Và chúng ta sẽ phân biệt tiếng thổi cơ năng và tiếng thổi thực thể. Thì đây là cái bảng thì các bạn đọc trong sách, thì tôi sẽ xin nói tóm lược qua cái phân biệt cái tiếng thổi cơ năng và tiếng thổi thực thể. Cái tiếng thổi thực thể là có tim ở bệnh nhân có bệnh lý van tim. Còn tiếng thổi cơ năng thì trước đây ta gọi là tiếng thổi vô tội, ta là bệnh nhân không có bệnh lý, hoặc là những cái tiếng thổi nó nhỏ nó nhẹ, thì thường là cường độ từ 2/6 chúng ta mới gọi là tiếng thổi cơ năng. Và khi bệnh nhân thay đổi tư thế thì đôi khi tiếng thổi nó hết, chúng ta không nghe được. Ví dụ như bệnh nhân đang nằm chúng ta nghe tiếng thổi, kêu bệnh nhân bật ngồi dậy thì tiếng thổi nó hết. Còn tiếng thổi thực thể thì xuất hiện ở tất cả các ổ van. Còn tiếng thổi cơ năng thì thường ổ van động mạch phổi hoặc ổ van hai lá thôi. Còn tiếng thổi thực thể thì chúng ta cho bệnh nhân thay đổi tư thế thường nó không hết, và thường cường độ từ 3/6 trở lên. Kế tiếp là tiếng cọ màng tim. Tiếng cọ màng tim thì chúng ta sử dụng để chẩn đoán viêm màng ngoài tim, tức là giữa lá thành và lá tạng nó bị viêm. Khi mà tim co bóp thì chúng ta nghe được tiếng cọ màng tim, giống như chúng ta nghe qua hai miếng giấy dán nó cọ sọt sẹt, hoặc là giống như nghe tim mà nghe qua cái radio nó bị nhiễu sóng, nó ghè ghè đó, thì đó là tiếng cọ màng tim, nghe ở vùng trước tim, giữa tim. Phần kế tiếp là chúng ta khám và phát hiện các triệu chứng các bệnh động mạch và tĩnh mạch. Thì đối với động mạch thì chúng ta bắt mạch, chúng ta đối với người mà
nguy kịch, tức là những cái người bệnh nhân bị ngất xỉu, thì chúng ta bắt những động mạch lớn và động mạch cảnh, động mạch bẹn. Còn thông thường thì chúng ta chỉ bắt động mạch quay của bệnh nhân thôi. Chúng ta tính đến tính tần số mạch là bao nhiêu lần trên phút, kích thước mạch là gì, lõi mạch như thế nào, đều hay không đều. Hãy nghe tim thì tôi nói rồi, mình nghe được ngoại tâm thu hoặc là rối loạn nhịp hoàn toàn. Bây giờ bắt mạch thì mình cũng có thể cảm nhận được ngoại tâm thu hoặc là rối loạn nhịp hoàn toàn, bắt mạch cũng vẫn biết luôn. Và chúng ta chỉ bắt động mạch quay, và chúng ta khi có nghi ngờ chỗ nào tắc mạch thì chúng ta bắt, chúng ta so sánh. Ví dụ chúng ta nghi tắc động mạch chạy sao thì chúng ta so sánh hai chân hai bên, chúng ta thấy bên nào yếu là bên đó tắc chẳng hạn. Kế tiếp là sờ và nghe mạch, thì chúng ta sờ rung mêu, chúng ta nghe các âm thổi như thế nào, rồi phình động mạch chỗ bụng. Thì chúng ta thấy nè, khi các bạn đi lâm sàng các bạn thấy một bệnh nhân có khối u ở bụng thì các bạn đừng có dội sờ nắng thô bạo lên. Đôi khi bệnh nhân bị phình bóc tách động mạch chỗ bụng, và khi phình bóc tách động mạch chỗ bụng mà các bạn sờ nắng thô bạo lên quá thì cái động mạch chỗ bụng nó bị dở ra. Thì khi động mạch chỗ bụng nó bị dở ra thì các bạn biết rằng là cái áp lực máu rất là lớn, thì đôi khi bệnh nhân ở kế phòng mổ, phòng cấp cứu luôn chúng ta, phẫu thuật bệnh nhân cũng không kịp. Cho nên rằng là khi thấy một cái khối đập, một cái ổ đập trên bụng của bệnh nhân thì chúng ta sẽ không được sờ nắng thô bạo, ấn khám lên đó sẽ bệnh nhân sẽ dở động mạch chỗ bụng. Kế tiếp là hội chứng thiếu máu mảng chi dưới, thường do xơ vữa mạch gây hẹp. Thì chúng ta thường gặp ở bệnh nhân có xơ vữa động mạch, rối loạn lipid máu á, rồi những bệnh nhân đái tháo đường chẳng hạn, bệnh động mạch ngoại biên. Thì cái triệu chứng của hội chứng của thiếu máu chi dưới đó là bệnh nhân có triệu chứng đau cách hồi. Đau cách hồi là gì? Là bệnh nhân đi được một đoạn, cái bệnh nhân đau cái chân quá, bệnh nhân ngồi nghỉ một chút nó hết đau, bệnh nhân lọ tiếp. Mà thông thường thì chúng ta khám không kỹ thì chúng ta sẽ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm khớp hay đau cơ vậy đó. Thì thường những bệnh nhân mà đi đến bác sĩ tim mạch rồi sẽ được nhiều bác sĩ khác chẩn đoán trước. Thường ta chẩn đoán viêm khớp, viêm cơ chẳng hạn. Thì bệnh nhân có triệu chứng mỏi khi vận động, bệnh nhân có chuột rút, tê tay chân, mất mạch, loạn dưỡng da hoặc là thiểu dưỡng. Như các bạn thấy đôi khi tắc mạch những cái phần xa của chi, như bạn thấy đầu ngón chân là đôi khi nó bị hoại tử luôn, đen luôn, tắc mạch. Kế tiếp là các bạn khám hệ thống tĩnh mạch. Thì đối với đi tim mạch thì các bạn lưu ý, các bạn cần khám tĩnh mạch cảnh, tĩnh mạch cảnh trong. Tĩnh mạch cảnh trong là đánh giá áp lực trong vùng tim phải. Và khi các bạn thấy rằng là khi tĩnh mạch cảnh trong bệnh nhân nổi rõ, hoặc là sau khi mình làm nghiệm pháp ấn gan phòng cảnh, tức là phổi phản hồi gan tĩnh mạch cổ á, dương tính á, thì chúng ta nói rằng là áp lực trong buồng tim phải gia tăng. Chúng ta không đo CVP tĩnh mạch trung tâm, nhưng mà trong thực hành lâm sàng chúng ta nhìn cái, chúng ta đánh giá áp lực trong buồng tim phải thông qua cái tĩnh mạch cảnh trong. Thì tĩnh mạch cảnh trong nổi thường gặp ở bệnh nhân suy tim phải hoặc là suy tim toàn bộ, chứ suy tim trái đơn thuần thì chúng ta sẽ thấy tĩnh mạch cảnh trong bệnh nhân không có nổi. Sau đó chúng ta phải xác định tĩnh mạch các chi. Tĩnh mạch các chi thì có tĩnh mạch nông và tĩnh mạch sâu. Thì các bạn thấy là thường đè xẹp. Nếu mà chúng ta thấy là tĩnh mạch nó to ngoằn ngoèo thì chúng ta thấy gặp ở bệnh nhân suy tĩnh mạch, suy van tĩnh mạch hoặc là giãn tĩnh mạch. Rồi đối với tĩnh mạch ngực, bụng mà chúng ta quan sát như thế nào, có bàn hễ không, có giãn, có xoắn, có bất thường gì khi không, gặp trong tắc các tĩnh mạch chủ dưới. Còn đối với viêm tắc tĩnh mạch, viêm tắc tĩnh mạch thường là gặp ở chân. Thì chúng ta thấy rằng là một cái tĩnh mạch nào đó bị viêm tắc thì thường do bệnh nhân có huyết khối chẳng hạn, do bệnh nhân nằm lâu sau phẫu thuật, hoặc là những bệnh nhân có bệnh lý mãn tính mà ta ngồi dậy không được, như là nhồi máu cơ tim như chúng ta vừa học, hoặc là suy tim, hoặc là những bệnh nhân tai biến mạch máu não nằm lâu thì rất rất có thể bị tạo huyết khối gây viêm tắc tĩnh mạch. Đối với viêm tắc tĩnh mạch thì chúng ta thấy thường xảy ra ở một chân, và bệnh nhân bị đau ở bắp chân. Và chúng ta sẽ thấy tĩnh mạch nổi rõ, và nếu có hiện tượng viêm tắc thì chúng ta thấy có hiện tượng sưng nóng đỏ đau tại ngay cái vị trí mà bệnh nhân bị tắc mạch. Kế tiếp là suy tĩnh mạch, thì các bạn nhìn lên màn hình thì đây là cái một bệnh nhân bị suy tĩnh mạch nông và tĩnh mạch sâu. Thì cái tĩnh mạch to ngoằn ngoèo, mình nhìn mình khám là mình thấy biết rồi. Chưa kể chưa cho siêu âm,
Thì trên siêu âm thì mình đánh giá cái tĩnh mạch rồi, mình đánh giá coi có huyết khối hay không. Thì những cái đối tượng nào mà bệnh nhân rất dễ bị suy tĩnh mạch, ví dụ như bệnh nhân đứng lâu, và những đối tượng bệnh nhân đứng lâu hoặc là ngồi lâu. Trong ngồi lâu thì chúng ta chống suy tĩnh mạch bằng cách chúng ta gồng cơ. Ví dụ như mấy em ngồi học từ sáng tới chiều, đến tối này ngồi học nữa, thòng hai cái chân xuống, hai chân mình mỏi thì mình nhón, mình gồng cơ, mình gồng cái bắp chân. Và khi gồng cái bắp chân vậy thì cái tĩnh mạch nó mềm, nó sẽ bị đè xẹp. Mà các em biết rằng là cái tĩnh mạch nó có cái van, khi mà cái cơ nó gồng lên thì nó đè xẹp tĩnh mạch, thì cái máu nó dội đưa trở về tim dễ dàng hơn. Và nếu cái van tĩnh mạch này còn tốt thì bệnh nhân không có trào ngược trở lại, tức là cái máu đi về tim, bệnh nhân chống suy tĩnh mạch. Cái biện pháp mà gồng cơ hoặc là nhịp chân thì không hiệu quả bằng, còn gồng cơ thì tốt hơn cả là bệnh nhân sử dụng thuốc hoặc là bệnh nhân đi giớ chống suy tĩnh mạch. Khi mà chúng ta điều trị, chúng ta cho bệnh nhân sử dụng giớ chống suy tĩnh mạch, đôi khi bệnh nhân mang quen rồi, bệnh nhân cũng bỏ hết, thì tập là hiệu quả nhất, là quan trọng nhất. Thì đó là cái bài triệu chứng học tim mạch. Các bạn mấy em có thắc mắc gì không? Các lớp có thắc mắc gì cái bài này không? Mấy em đi lâm sàng tim mạch chưa? Dạ chưa thầy ơi. Chưa hay Dạ chưa chưa thầy? thầy ơi. Các bạn có thắc mắc gì không? Hay là để đó, trả lời câu bạn đầu trước nè. Bạn hỏi là tại sao mà tĩnh mạch cảnh trong nổi rõ là bệnh nhân bị suy tim phải. Các bạn biết rằng là khi áp lực trong buồng tim phải gia tăng thì gặp ở bệnh nhân suy tim phải hoặc là suy tim toàn bộ chẳng hạn, thì khi áp lực trong buồng tim phải gia tăng thì máu từ hệ thống tĩnh mạch tim nó sẽ bị cản trở, và khi hệ thống tĩnh mạch đổ về tim nó bị cản trở thì nó sẽ tăng áp lực tĩnh mạch chủ trên. Tăng áp lực tĩnh mạch chủ trên thì nó làm tăng áp lực tĩnh mạch cảnh trong, thì chúng ta thấy rằng tĩnh mạch cảnh trong bệnh nhân sẽ nổi. Và khi đi lâm sàng chúng ta thấy là khi tĩnh mạch cảnh trong nổi rõ rồi thì chúng ta không là cần làm biện pháp ống gan phòng cảnh. Khi mà cái tĩnh mạch cảnh cảnh trong bệnh nhân không có nổi rõ, chúng ta nghi áp lực trong buồng tim phải gia tăng thì chúng ta mới làm nghiệm cách ống gan phòng cảnh. Khi chúng ta ấn ở dưới gan thì máu nó sẽ đổ về cái hệ thống tĩnh mạch nhiều hơn, thông thường thì nó trở về tim, mà tim mình nó làm tăng cái áp lực trong buồng tim phải rồi thì trở về tim không được thì nó dội ngược lên cái tĩnh mạch chủ trên và là lên cái tĩnh mạch cảnh trong, thì mình có nói là nghiệm pháp ống gan phòng cảnh hoặc là phản hồi gan tĩnh mạch cổ. Thì khi cái áp lực trong buồng tim phải gia tăng thì máu từ hệ thống tĩnh mạch nó đổ về buồng tim phải, nó cản trở. Các bạn hỏi vậy không? Một bạn nào đó. Các bạn thứ hai hỏi gì nãy, hai bạn hỏi một lượt không nghe. Các bạn sao hỏi gì vậy? Đặt giữa, mình đặt trên trên cho bàn tay trên vùng giữa tim. Rồi mình đặt cái ống nghe lên bàn tay của mình, nghe tim gián tiếp qua bàn tay của mình, khép các ngón tay lại, nghe trên mu bàn tay á. Phù là triệu chứng khác, phù hai chi dưới thì các bạn thấy là phù là một triệu chứng của suy tim nãy tôi nói rồi. Còn cái nghiệm pháp ấn gan phòng cảnh là các bạn không cần làm khi cái tĩnh mạch cảnh trong bệnh nhân không có nổi mà mình đang nghi bệnh nhân bị suy tim phải hoặc suy tim toàn bộ mình mới làm. Còn triệu chứng phù là triệu chứng khác. Triệu chứng phù phù cho các bạn thấy tĩnh mạch cảnh trong không nổi và các bạn nghi suy tim phải thì các bạn vẫn làm nghiệm pháp ấn gan phòng cảnh nha. Rồi được chưa? Các bạn nào sau khi học á, các bạn cứ về đọc bài. Rồi các bạn có thắc mắc cái gì thì nữa đi lâm sàng nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Khi các bạn tim mạch, đi tim mạch bên bệnh
đi cái nhóm tim mạch bên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn lâm sàng về tim mạch. Thì lúc này các bạn có thắc mắc, các bạn có hỏi gì thì sau khi các bạn đọc bài tôi sẽ giải đáp tiếp nữa.